trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương phải áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát dịch trên các tuyến đường. Việc này khiến cho phương thức vận tải bộ gặp nhiều cản trở. Các doanh nghiệp khu vực miền Bắc rơi vào trạng thái bị động khi không thể luân chuyển hàng hóa kịp thời, chi phí phát sinh tăng cao khi các lái xe phải xét nghiệm thường xuyên. Nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề trên, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức hội thảo trực tuyến xu hướng vận tải xanh tại khu vực miền Bắc vào chiều ngày 30 tháng 9. Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định, với các ưu điểm như được ưu tiên mặc định luồng xanh trong thời kỳ dịch bệnh, khả năng vận tải lớn và ít xả thải, thêm vào đó, hệ thống đường thủy khu vực phía Bắc cũng đáp ứng được yêu cầu kết nối đến các cảng. Do đó, vận tải thủy nội địa được đánh giá là phương pháp vận tải phù hợp với các tiêu chí mà các doanh nghiệp phía Bắc cần, nhất là ngay trong thời điểm dịch Covid này. Trong lĩnh vực thu hút vốn FDI, cùng với các cam kết chống biến đổi khí hậu và giảm thiểu khí carbon, các nhà đầu tư nước ngoài thường ưu tiên cho các địa phương có kết nối vận tải đa phương thức, nhất là các hình thức vận tải xanh như đường thủy, đường sắt để thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường với cộng đồng.